Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Động trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Quốc Toàn đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2021, đồng thời thông tin đến cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Cử tri huyện Kim Động đã có nhiều ý kiến phản ánh tập trung vào một số vấn đề hệ thống tiêu thoát nước qua đường 377 và quốc lộ 39 hoạt động kém, gây ngập úng, một số kênh tưới tiêu trên địa bàn xuống cấp, ảnh hưởng đến sản xuất. Cử tri đề nghị sớm phê duyệt diện tích chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hỗ trợ kinh phí mua xe chở rác thải chuyên dụng cho các địa phương, tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, một số cử tri phản ánh khó khăn trong việc tìm người đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với cán bộ bán chuyên trách ở thôn. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn cảm ơn tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri và tổng hợp gửi các đơn vị thẩm quyền để xử lý, giải quyết ý kiến, trả lời cử tri.